hợp đồng hôn nhân. Nắm trong tay tử huyệt của con dâu, bà Hà lập tức tận dụng cơ hội ngàn năm có một. Cô đã ký nó để được bước chân vào căn nhà này. Đã đến lúc cô bước ra được rồi đó. Tôi cũng có thể đó là lúc đi. Ánh Dương rơi vào tận cùng bế tắc, làm cho tôi kinh tởm. Hợp đồng cô đã ký không được làm ảnh hưởng tới gia đình nhà chồng. Gì mà lòi đâu ra cái đám nghèo khổ này vậy? Hả? Ly hôn đi. Sẽ là cuộc rời đi trong lặng lẽ hay tiếp tục bao chiếu và niềm hy vọng vốn rất mong manh? Tỉnh lại cho em. Em mới là người có quyền bỏ anh. Anh không được bỏ. Mời em. Mời quý khán giả cùng lắng lòng với những diễn biến tiếp theo của series phim Việt Nam Sống để yêu thương, 21:30 thứ hai thứ ba trên truyền hình Vĩnh Long 1.